Hi, Missy xin chào các bạn. Tiếp tục với phần nhận diện cách phát âm của từ các bạn ha. Hôm nay mình sẽ học cách đọc đuôi gì đây? I-S-E, Y ngắn, S-E. Nếu mà gặp cái đuôi này á, thì các bạn sẽ thường phát âm là ice các bạn ha. Đây là phiên âm quốc tế của nó, ice. Rồi, advice. Advice này có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là khuyên, khuyên bảo nên làm cái gì đó, advice. Cái này sẽ là gì? Advertise. Advertise các bạn biết là gì đây? Có nghĩa là quảng cáo ha, động từ quảng cáo. Advertise thường thì nó có nghĩa là động từ các bạn ha, nhưng mà từ này á thì lại là tính từ ha. Wise. Wise nghĩa là nó cũng giống như kiểu như là kiểu sensible, kiểu smart á, kiểu sáng suốt, kiểu khéo léo á, các bạn khôn ngoan á, kiểu vậy ha. Wise. Rồi cái này sẽ là gì đây? Apologize. Apologize giống như kiểu như là xin lỗi ha. Đó, động từ ha. Apologize. Apologize. Các bạn nhớ là khi mà G đi với Y ngắn như thế này thì mình nhớ cái chữ G mình dập bỏ ra nha. Apologize. Xin lỗi ha. Cái này sẽ là gì đây? Enterprise. Enterprise có nghĩa là xí nghiệp ha. Thường là xí nghiệp, doanh nghiệp gì đó. Nhưng mà thường nó nghĩa là liên quan tới vấn đề mà xí nghiệp, sự sản xuất thì đúng hơn. Enterprise. Lại nhá. Advice. Advertise. Wise, apologize hay là enterprise. Đối với cái từ apologize này nè, nó có thể viết là I-S-E cũng được hay là I-Z ha, chữ Z này nè, I-Z-E. Thì trong tiếng Anh cũng có nhiều cái từ mà kết thúc bằng I-Z-E hay là I-S-E đều được. Ví dụ như là modern này, modernize này, ví dụ vậy, global, globalize này, industrial, industrialize. Những cái đuôi đó mình đều có thể dùng là Y ngắn S-E hoặc là Y ngắn Z-E đều được nha. Và nó đều đọc là I-S các bạn ha, được chưa? Rồi bây giờ mình đối chiếu với phiên âm quốc tế nè. Thấy không? Eyes hết nha. Advise. Advise. Cái này sẽ là gì đây? Advertise. Advertise. Wise. Apologize. Apologize. Enterprise. Enterprise. Okay? That's all. Goodbye.